Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Học Phim. Các bạn thân mến, mới đây thì qua đoạn trailer dài 10 phút vừa được nhà đài tung ra đã cho thấy khả năng cua cực kỳ gắt của biên kịch Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Theo đó, cả anh cả lẫn anh nhỏ đều thay nhau lần lượt tỏ tình với Tiêm Tiêm, khiến các fan vô cùng hoang mang trước chuyện tình cảm của các nhân vật trong phim. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Ngay sau khi thông tin anh chàng Lăng Tiêu Tùng Huy Long của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà có vẻ như sẽ yêu cô bạn thân của nữ chính Lý Tiêm Tiêm Đàm Tùng Vân, thì đoạn trích nhá hàng 10 phút của phim vừa được nhà đài tung ra đã tiết lộ trái ngược. Có vẻ như Lăng Tiêu lại đi tỏ tình với Tiêm Tiêm, chứ không phải bạn thân của cô nàng. Cùng trong đoạn trailer, anh nhỏ Hạ Tử Thu Trương Tân Thành cũng đòi có con với nữ chính. Cú bẻ lái khá gấp tới từ vị trí biên kịch này khiến mối quan hệ tình ái của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trở nên rối rắm. Tiêm Tiêm đang ngủ, Lăng Tiêu thì đang say đắm nhìn. Rồi anh chàng nhẹ nhàng hôn lên trán, sau đó âm thầm đáp một nụ hôn chậm rãi và mùi mẫn hơn. Có điều, Tiêm Tiêm bất ngờ tỉnh dậy khiến Lăng Tiêu vội vã bỏ ra khỏi phòng. Trước khi biến mất sau cánh cửa, anh chàng còn thả lại một câu nói hững hờ nhưng chắc nịch. Ý của anh, chắc em cũng hiểu là gì rồi. Màn tỏ tình khổ hơn là của anh nhỏ Hạ Tử Thu, ngỏ lời muốn làm bạn trai xong anh nhỏ phải ôm chân Tiêm Tiêm vì bị cô nàng đuổi như đuổi tà. Đã thế, Tiêm Tiêm còn buông lời chua chát. Em coi anh như anh trai, anh lại muốn sinh con với em à. Nhìn chung thì tình hình yêu đương giữa bốn gương mặt trẻ của phim Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Tề Minh Nguyệt đang ngày càng rối rắm. Dựa vào nội dung của đoạn trích 10 phút mới để diễn giải thì có thể thấy rằng Hạ Tử Thu đang hoang mang với tình cảm của mình. Anh không phân biệt được giữa tình thân và tình yêu. Ngược lại đối với Tiêm Tiêm, ở bên Tử Thu lại thoải mái như đang ở với người nhà. Còn đối với Lăng Tiêu thì khiến cô thấy bối rối và có chút e thẹn. Tối ngày 17 tháng 8, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà tiếp tục lên sóng với một tình tiết gây sốc. Minh Nguyệt, Tôn Di Đóng, bạn thân của Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận, thú nhận mình có tình cảm với Lăng Tiêu, Tống Uy Long. Chi tiết này như sét đánh ngang tai đối với khán giả, vì trước đó Minh Nguyệt đang được dân tình đẩy thuyền tích cực với Hạ Tử Thu, Trương Tân Thành. Hóa ra Minh Nguyệt đã ngầm thay lòng đổi dạ từ lâu. Hồi còn đi học, cô nàng có cảm tình với Hạ Tử Thu, nhưng vì Hạ Tử Thu lại chẳng hề đáp lại. Sau đó cô thân thiết hơn với Lăng Tiêu và được anh quan tâm khích lệ. Trong 9 năm, Lăng Tiêu ở nước ngoài, hai người cũng thường xuyên nhắn tin trao đổi, với lý do đó là chăm sóc Lý Tiêm Tiêm. Khi Lăng Tiêu về nước, Minh Nguyệt ra tận sân bay đón và có nhiều hành động thân mật với anh. Đỉnh điểm là khi Minh Nguyệt nói thẳng với Hạ Tử Thu là mình thích Lăng Tiêu. Ngay lập tức, cộng đồng mạng bùng nổ với nhiều chỉ trích. Có người ném đá Minh Nguyệt hai mặt thảo mai, người tức giận vì biên kịch cuồng drama phá hoại một bộ phim hay. Tuy nhiên lại có người cho rằng Minh Nguyệt thích Lăng Tiêu cũng là điều dễ hiểu vì Lăng Tiêu dịu dàng với cô hơn hẳn Hạ Tử Thu. Minh Nguyệt cũng chưa hề biết bản thân của mình và Lăng Tiêu có tình cảm với nhau. Với những tình tiết mới phát sóng, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đạt mức rating 1,52% trên toàn quốc, xếp vị trí thứ nhất. Trên bảng tỷ suất người xem tại 59 tỉnh thành, phim cũng xoán ngôi đầu với mốc 2,565%. Ngoài ra, bảng rating Real Time ghi nhận phim đạt tỷ suất trung bình 1,88% trong suốt quá trình thời gian lên sóng. Lần chạm mốc cao nhất trong gần 2 tiếng là 2,315%. Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông của bộ ba diễn viên chính cũng tăng hạng theo độ nóng của phim. Đàm Tùng Vận hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng VLIKET. Tống Huy Long đứng vị trí thứ 4, còn Trương Tân Thành đứng vị trí thứ 8. Điểm đánh giá của phim trên Đô Ban hiện tại là 8.4. Chưa rõ trong những tập tiếp theo, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà có còn pha cua gắt nào hay không? Hãy cùng với chúng mình đón xem những tập tiếp theo của bộ phim này nhé! Chúng mình là Học Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hay và thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!